Điều thứ năm trong 7 cái việc mà mấy anh chị cần phải làm trong 30 ngày đầu là mấy anh chị dùng cái gói mua cái gói sản phẩm của chị. Vì cái gói sản phẩm đó nó là một cái điều kiện, thứ nhất là mình mua với giá rẻ, cái thứ hai mình có đủ những cái công cụ, những cái sản phẩm để mà mình có thể trải nghiệm và có thể cho những người bạn bè, đặc biệt là bà con, hay là mấy anh chị có thể mua cho vợ chồng, con cái, cha mẹ dùng. Và trong cái gói sản phẩm đó, mình chị bước tới một cái bước kế tiếp là làm sao mình chị thực hiện được cái LOI đó. Mình Việt Nam mình hay gọi là cái LOI. Vì chỉ khi mấy anh chị đạt cái LOI thì mấy anh chị trên cái quá trình mà mình sẽ trở thành executive, cái luật quản trị viên để có cái hưởng cái quyền lợi cao nhất. Mình xin nhắc lại mấy chị, nhà phân phối mình chỉ được có 5%. Nếu muốn trở thành quản trị viên, mấy anh chị phải qua một cái quá trình 1.000 điểm trong vòng 6 tháng tới. Và nếu mình đủ 6.000 từ mình trở xuống mấy chị, mình trở thành quản trị viên. Thế đó, cái việc đầu tiên mà mấy anh chị cần phải làm là làm sao để cố gắng đạt được cái LOI, vì từ đó mới bước vào một cái quá trình trở thành quản trị viên. Dĩ nhiên cái này nó không có bắt buộc, mấy anh chị có thể dùng những sản phẩm tiêu dùng và hoàn toàn không bắt buộc mấy anh chị phải sử dụng sản phẩm. Nhưng mà mình sẽ nhắc lại, đây là cái việc mà anh chị cần phải làm trong 30 ngày đầu. Nếu mấy anh chị nghiêm túc và muốn đạt được những cái kết quả thì mấy anh chị phải bắt đầu bằng cái LOI. Mấy anh chị nên tham khảo với người upline của mình, những cái người bảo trợ mình để có thể bắt đầu đúng để một số, bắt đầu bằng những cái gói sản phẩm để sau đó những người trong đội nhóm của mấy anh chị đều làm tương tự như vậy.